Việc xin chào quý vị và các bạn nha. Việc chia sẻ đến quý vị và các bạn một đôi loa đến từ Anh Quốc. Đôi này là thương hiệu Mixon 765. Bây giờ để việc đo kích thước cho quý vị và các bạn. Đây là cái căn nè. Cái căn thì đây việc để cho cái căn xuống điện thoại quay sao. Cái căn thì không có lủng quý vị và các bạn. Đây. Cái căn đây quý vị và các bạn. Cái tem còn ha, cái căn thì không có lủng. Rồi. Thì cái chiều sâu của đôi lo này, chiều sâu là 31 và ngang là 26. Rồi để việc đo chiều cao quý vị và các bạn. Chiều cao là 94, chiều cao là 94 quý vị và các bạn. Đó. Thì cặp lo này á là thùng gỗ. Thùng gỗ nha quý vị và các bạn. Âm thanh thì việc đánh giá là hay vượt xa tầm giá theo ý kiến cá nhân thôi, bạn nào thích thì chơi. Cặp này thì trên thị trường cũng khá hiếm, thùng rất là nặng, thùng nặng lắm nha. Đây quý vị, giờ này hơi chỗ nặng ha. Thì ở phía sau này có lỗ thông hơi, có thiết kế cái lỗ thông hơi, và cái này đánh hai cầu thì mình nối lại nhau cái cầu đây coi. Việc quay bên đây bên kia nó bị chói. Mixon lo này của Anh nha, đánh đi đánh lanh gì nè đó. Thì cái cầu dưới này á là bass, cầu trên là chép, mình nối hai cầu lại là mình đánh một âm ly. Còn đánh còn dạng mà đánh hai cầu bi quay gì đó thì mấy cái âm ly là nông đời mới giờ nó có đó, thì mấy bạn nghiên cứu thêm, mình thì không gần, mình chỉ chơi một âm ly thôi. Thì nói chung là hai cầu đó để chơi theo kiểu mà khó tính đó. Một âm ly chơi cho lo chép, còn một âm ly chơi cho lo bass đó, nó dạng vậy. Rồi về hình thức ở phía trước thì nó như thế này quý vị và các bạn, nó nhìn từ xa thì nó như thế này. Và ở đây hãng thiết kế cái bass này là chắc hơn 20 tí, bass này khoảng 21 à. Hai bass này là hai bass thật nha đó. Và chép đôm lụa, chép đôm lụa và cái miếng ở trước này nè, nó làm thì cũng sâu vô, cũng tương tự như gần giống như cái còi. Và cái miếng này là bằng gan nha, gõ kêu len can chứ không phải bằng mũ, cho nên nó kết hợp giữa cái tiếng mà chép lụa đó hay với cái tiếng gan này nè, kết hợp ra tiếng ra rất là đã quý vị và các bạn, nghe nó nhuyễn và nó sắc sảo sao đó, rất là đã luôn nha. Gân này là gân cao su mềm. Đó, gân cao su mềm. Còn màng này thiết kế bằng gì đó thì mình không biết, có thể nhìn thấy ở bên trong luôn đó. Rồi thì lo zin hát tốt. Việc mời quý vị và các bạn xem cái nội thất ở bên trong và xem cái phần tầng nó như thế nào, thì sau đó mình sẽ báo giá nha. Và đây là nội thất cũ lo của cặp lo Mixon đến từ Anh quý vị và các bạn. Hai bát nha, có đóng chữ đàng hoàng cả trên cái xương lo cũng có đóng chữ luôn nha. Cụ chép thì rất là to, nó xài cái dây khá là to, cho nên cái ruột này to lắm quý vị, ruột này to hơn cái đầu đũa ăn nữa, cho nên nó hàn vô mình thấy nó một cục chì ở đây rất là to. Cái ruột mà dây này là to hơn cái đầu đũa ăn, ruột có bằng chiếc đũa hay không quý vị và các bạn. Cặp chép rất là chất luôn. Rồi việc sẽ bắt vào và báo giá cho đến quý vị và các bạn. Và đây là cái bộ phân tầng của cặp lo này quý vị và các bạn. Việc tháo ra một bên đây thì nó cũng y vậy thôi nên quý vị và các bạn. Thì toàn là những con tụ xịn thôi. Ấn tượng nhất là cái dây. Dây này của Anh luôn quý vị và các bạn, dây rất là to, cũng cũng cỡ ngón tay út của mình, cặp dây này nè rất là to luôn quý vị và các bạn. Và cái dây chép cũng rất là to. Rồi cặp lo này thì hình thức đẹp, việc thấy cũng khá là dễ ghép, âm thanh hay. Thì việc bán cho quý vị và các bạn á, giá là 8.500.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển, giá này không mặc cả trái giá nha quý vị và các bạn. 8.500.000 thì khó tìm cái đôi lo nào mà chất âm nó hay như đôi lo này. Thứ nhất là
nó được là lo của anh. Cái thứ hai là thùng thì khá là đẹp ha, thùng gỗ khá là đẹp. Cái này thì bạn nào muốn lên màu gì đó thì về phun sơn, phun màu gì đó phun. Cái này mình lấy từ bên kia về thì cái thùng nó đã màu như vậy rồi đó. Thích màu khác thì cứ làm là làm màu khác. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây nha.